Hôm nay Đài Và Sóc thì giới thiệu đến anh em chiếc bật lửa ST Dupont sơn mài. Chiếc này được làm bằng thép nguyên khối và phủ một lớp sơn mài bên ngoài. Rất đẹp phải không anh em? Đây là chỗ thay đá nha anh em nhá. Anh em một tay giữ vào đây và một tay ấn vào đây. Còn chỗ này là chỉnh ga to nhỏ anh em nhá. Đây. Còn đây là chỗ bơm xăng, bơm ga. Và bên mình có chương trình miễn phí giao hàng toàn quốc anh em nhé. Anh em nào muốn tham khảo thêm sản phẩm thì có thể tham khảo trên website deva.vn. Và anh em nào muốn quan tâm sản phẩm này thì chỉ cần để lại số điện thoại bên dưới, bên mình sẽ liên hệ và đặt hàng cho anh em. Chào anh em nhé.